Khánh cùng vợ và con gái chào cả nhà nha. Hôm nay lãnh lương rồi dẫn con gái với vợ đi ra chợ mua đồ ăn cũng như là mua đồ cho con gái. Thì hôm nay là Khánh đang ở chợ Thuận An, huyện Tuy Cần, tỉnh Trà Vinh nha cả nhà. Chợ của quê Khánh luôn. Đây nè cả nhà, đây là chợ Thuận An. Chợ này là chợ ở Cầu Quan. Trước chợ người ta cũng có bán đồ rất là nhiều luôn. Thì cái hướng này là về Trà Vinh, đi lên Sài Gòn luôn. Là ở trước cửa chợ đi bên tay phải là về Trà Vinh. Còn bên tay trái là hướng đi về phà. Phà đi qua bên Sóc Trăng đó cả nhà. Bây giờ này phà chưa có qua, bởi vậy không có thấy xe nhiều. Cái này là hướng bên tay phải của lòng chợ đó cả nhà. Bạn nho hả? Ký nhiêu chị? 130. Dạ. Đây là có bà con măng cục. Đây có thể là 32.000. Nhiêu? 32.000. 32.000 hả? Cái này nho Mỹ. Rồi đi vô Phúc Trong coi. Đi. Đi mua ổi không? Mua ổi hồi nãy đòi ăn ổi ấy. Lại lần nãy cô ăn ổi rồi hồi cho dẫn con đi ăn phở. Mày chỉ hỏi tiền cái. Đòi ăn ổi mày lại mua nho. Dữ à. Nè ổi nè con. Cái ổi. Ủa ổi dưới đó giống ổi trên này không chị? Không, ổi trên này ruby màu đỏ 15.000. Ủa ổi này nè em. Ổi ruby nè. Ừ. Ổi này thấy ngon nè. Ổi đó kiếm 10.000, ổi này kiếm 15.000 muốn ký đi. Có dừa gan nữa nè. Em ơi, mua trái dưa gan này về chưa làm nước đá cho ông Vi nè. Đá cho em uống đá đi. Trời ơi. Làm cho em uống. Ơi, chuột đi đâu chuột. Chuột đi mua rau chứ. Cha con đâu? Cha này ở nhà. Cha nhà hả? Ừ. Bữa nay dẫn hai mẹ con đi chợ. Em đi chợ hả? Ừ. Em mua gì về cho em ăn đi. Nè, cho con trái nè. Căng trái, có căng không chị? Căng. Căng nè. Cho chuột trái trời ơi, đi ngồi không thấy luôn. Đây là cũng đi vậy đó. Ừ. Tấp rồi đây. Đây là con cho chuột rồi chuột. Ủa con. Chúng cho gần dạ đi. À. Ừ, trời ơi, dễ thương không? Lúc này về đây ở rồi. Dạ. Đây cha sách cho con. Ờ mấy đưa cho mẹ sách đi. Con chào cô chưa? Để nhát không? Chuột à. Mua thêm trái nữa em ơi, mua thêm trái cho baby. Trái này đi. Cắn miếng trái này chị. Hả? Rồi cha mua trái tròn rồi con. Rồi đi mua đồ cho bé Vi nha. Ừ. Thôi đi luôn Phán ơi. Cảm ơn nha. Đâu có gì đâu. Nhiều sò ốc, rất là nhiều, chút xíu quay lên. Ủa hai mẹ con đi quá chứ đi rồi. Đi vô mua đồ nó đi qua em. Em ơi, em mua ốc bu nè. Ốc bu này ốc bu bắc nè. Ốc bu bắc á. Ốc bu là ốc bu vườn ngon lắm. Ốc bu này ốc bu vườn nè. Ốc bu vườn.
Cái đó là ốc lát hả thím? Cái này là ốc lát. Dạ. Có cá sạc. Cá sạc này ở nhà thím văn lưới hay sao thím? Cá sạc đó hả? Dạ. Tên của ta nhưng mà tên ra thiệt đó. Dạ. Giờ nuôi cá sạc đó nè. Hả? Ốc bự này thì 65, còn ốc nhỏ đó 50. Bán con ốc bự này đi. Mua về hấp tiêu à. Tiêu xanh á. Mua này rộng à. Ở như thế được rồi tím ơi. Ốc này mới bắt không. Dạ, về ăn rộng ngày mơn nha. Hôm nay chạy vui không? Vậy hả? Vui. Ừ, nghe rồi. Này cái tư nè. Dạ lấy à. Trắng cái rưỡi đây. Dạ dạ dạ. Con này đó. Chưa đi ra thê xuống góc dưới nữa là sách muốn hết nổi rồi. Ai ngồi nè. Còn cái này để về. Bye bà đi con. Ừ. Đi con. Đi 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 con. Con nói bụng chưa? Hả? Mua bánh kẹt cho Vi kìa em. Em lâu quá à, không gặp thím. Cái này là thím làm nhà. Hồi đó Khánh đi bán bánh là tại Khánh lấy đồ của thím bán không. Có ăn gì không? Có ăn gì con lựa đi. Giờ nghỉ luôn rồi Khánh. Dạ con nghỉ luôn rồi. Khánh là mối, Khánh là mối của thím ngày xưa đó. Mối ruột. Dạ thôi cảm ơn đi thím này. Dạ. Dạ bữa nào con ra ủng hộ nữa. Em lại muốn chơi dầu mè đây em rồi có gì về anh làm món ăn rồi cá ngừ cá gì cá thu á. Chơi dầu mè nha. Qua bán trong đó quá trời luôn kìa em ơi. Đồ cũng nói nhiều nhiều lắm kìa. Em ơi. Em chai dầu mè em ơi. Đây là bên ở ngoài cổng đi vô là ở đường bên đây là đường bên tay phải nha cả nhà. Đường bên tay trái là nằm bên chút xíu mình đi qua bên đó. Muốn chai dầu mè thôi, mấy cái kia hôm qua anh mua rồi. Rồi gấp đi kìa. Lại đây nè. Chút xíu đi. Đây chơi cặp chưa? Hôm nay cho con đi đại náo chợ nha. Hả? Đâu? Ừ. Ừ. Đây nè mấy con bỏ này vô. Cái gì đây? Cái bắn hết luôn rồi. Thấy chưa rồi? Rồi đi. Đi vô mua cho bác Vi vài bộ đồ đi. Đồ đây đâu ta? Đi. Bây giờ Khánh đi qua bên hướng bên tay trái rồi. Đồ, đồ trong đó rồi. Đồ trong đó. Đi qua đây mua đồ một cái rồi. Thank you.
Nè đây nè, bán đồ nhóm đều qua đây nè. Nãy tao kêu quẹo đi đây rồi. Nãy người ta nói rồi mà không nghe. Em về hết đi. Thử đi. Cởi áo phát ra ăn thử. Chắc dừa mà. Cho nó chắc ăn. Dừa không con? Đâu con cũng cài vô nút đi, cài vô nút đi. Chưa mở hết nút. Rộng rồi. Kéo đàng hoàng lại em. Dừa em ơi. Để vậy cho. Để vậy cho bạn rộng rộng tối ngủ thoải mái. Nhà đất của cô. Thiệt á, 80 nhưng mà tính cô 75. Già, dùng già, ta già. Dừa rồi, đẹp rồi, áo dừa là quần dừa. Đấy không còn này. Mấy đi bộ. Một bộ là 75.000 nha cả nhà. Hôm qua Khánh với lại vợ cũng có đi dẫn mấy AV đi siêu thị cũng mua một số đồ rồi. Hôm qua mua nón rồi mua dép mà ở trong đó người ta không có cho quay phim. Giờ tới khu cá rồi cả nhà. Hả? Ông muốn kiếm cá chốt đi. Cá chốt hả? Ừ. Đi bên kia cá chốt xong bên kia nè. Quy ăn lương không con? Có lương nè. Lương đi lương đồng hả con? Lương đồng. Này đặt chấm hay đặt kê gì thêm? Cái này thím đặt luôn hả? Ừ, đặt ơn thôi mà, đặt ơn đầu nhà thôi mà thôi. Dạ. Mua bọc nào mua dùm đi. Ký nhiều thêm? Cái đó thì con mua hết bọc cái gì hai để cho 28, còn nếu con lựa thì 35. Còn con nhỏ này? Cân xô thì 20, 25. Ít có lắm mà hay có hoài đâu. Lâu lâu đặt cái có một lần. Nào đó anh có kiểu sao mà bán. Dạ. Lấy con bọc này đi. 280 hả? Tính ra nhiêu tiền? Mua cho con lương về ăn nha. Nha. Cưng quá trời cưng luôn. Cưng quá trời cưng luôn. Tính ra nhiêu tiền? Để con tính, tắt máy con tính. Đây, mà 164.000. Ký ba lương, ký 28 cho chú. Em con tính rồi phải không? Dạ. 160.000 phải không? Dạ. 364.000. Nhưng tính 360 thì thôi con 40, con đưa 2400. Dạ. Rồi con cảm ơn thiếu. Đi con ơi. Tính kiếm cái chốt mà đi đảo xuống dưới rồi vòng bên kia mình ra ngoài kia mình ăn sáng mình đi về. Dạ. Đây cầm phụ cho. Đưa bầu ốc đây với. Này đi mua thế lắc nhắc gì chứ cũng bộ mà đó.
sau của chợ nha cả nhà. Đi lên trên kia em ơi. Vi ơi qua đây con. Phái cái này phái quá chị phái luôn. Đây nè. Cả nhà thấy trong đó người ta bán thịt rất nhiều, cái khu chính giữa người ta bán thịt heo. Bên đây khu ngoài này cũng có hai sạp nữa nè. Hai mẹ con đi nhanh quá. Em ơi qua hôm nay nè em ơi. Em đi qua hướng bên đây nè. Giờ mình đi qua hướng tay trái. Tay trái từ ngoài cổng đi vô. Đi lên trên kia ăn xương xa Huy ơi. Được không? Em ăn phải mồm không em? Quay quay mồm hay mồm á. Ừ đi không biết kiếm gì nữa. Không em. À, mua phải mồm ủng hộ cho cô cái mở chứ. Bái vậy. Bán cho con ký môn mà. Dạ. À, mở bà con bên bên ngoại nghe cả nhà. Hả? Nè đây nè. Ta lên hoài. Ta lên hoài. Đi lên trả ăn xương xa con ơi. Bữa nay lãnh lương mà. Bữa nay lãnh lương phải đi mua đồ nhiều cho Quy về dặn cho ăn mau lớn chứ. Con thích ăn gì nè? Con gạo câu thêm không? Có gạo câu nữa nè. Dạ làm cho 3 ly đó đi cô học. Để lâu lắm rồi đó mới ra ăn lại cái món rau câu của cô Hồng. Cô Hồng mà bán ở trên đầu chợ Thượng An luôn nghe cô chú anh chị và các bạn. Tính ra cô Hồng bán bao nhiêu năm ở chợ cô Hồng? 40 mấy năm. Dạ. Này là có đậu xanh nè. À, hạt lựu nè, à, xương sa. Sao em muốn ăn đây? Cho con ăn với em. Ăn luôn đi. Ly nữa đi cô Hồng. Dạ. Không quên tại cô làm chiếc xong. Cái này là nước đường hả con? Rồi con mời ông bà con chú ăn cái rồi. Quên hả, ra chợ quên cái gì? Nãy
nè cái này nha. Mời cả nhà dùng rau câu nè. Phở nha. Em phở xong rồi về làm cơm ăn. Ăn làm phở về kia ăn cơm mà. Rồi lấy cho con về. Chụp không ăn. Rồi lấy con chụp về bỏ đúng lạnh hết trần cho qua nha gái. Lấy rau không được. Ghê mấy con. Ngon quá cô ơi. Em thấy sao Vy, ngon Vy? Ngon không? Ngon nhiều gì nữa nghe. Ngon đi con. Bữa nay ngày thường đó là chợ Thị Trấn với bảy chủ nhật là đông dữ lắm luôn. Cái hũ này là cà phê hả cô Hồng? Cà phê. Cà phê. Lá dứa, lá cảnh, lá dứa. Còn cái này là lá dứa. Còn cái màu hồng này là lá cẩm. Dạ. Yeah. Đầy đủ. Còn rau câu dừa là bữa nay hết à? Dừa tươi. Đó, hãy hồng dừa, cái dừa tươi. Đây có rau câu dừa, đây là dừa tươi. Nãy thì hãy cô có lấy cho con cái này không? Dạ dạ. Có xương sáo rồi. Tô này cũng bốn mấy năm luôn rồi nè. Tô này tô bằng thiết hả chứ phải cái này bằng men á. Dạ. Phải gớt cái nó chắc men đó bạn. Dạ. Bữa con nhiêu thế rồi? 45 ngàn. Dạ, lâu quá rồi. Hết nhớ rồi. Hết nhớ rồi. Rồi giờ con ăn không hết hả? Con phụ không nữa rồi đó. 55 ngàn. Dạ rồi, cảm ơn cô Hồng. Thôi giờ dậy về ha. Hai đi ăn phở. Ăn phở nổi không? Ngon quá. Dạ. Dạ giờ Khánh về tới quán ăn Thanh Thanh Bình ở ngang nghĩa trang của Hội Đạo Mặt Bắc đó cả nhà. Có bán phở, hủ tiếu, bánh canh, bún bò. Bây giờ vào mua phở về nhà ăn cùng với cha với lại mẹ luôn. Tính ăn ở đây mà thôi mua về ăn cơm trùng với cha mẹ cho vui. Làm em bún bịch nha anh. À, có gan bò, thịt heo, thịt bò. Lạc sắc thịt bò. Tính ăn ở đây mà thôi vui về ăn cùng cha mẹ cho vui. Con thích ăn phở không? À, gái thích ăn phở không? Thì vậy cái con thích ăn gì? No rồi không thích gì ăn, ăn hủ xương xà đi không? No cái không thích ăn gì luôn. Ăn còn không hết nữa. Ăn còn không hết nữa. Chắc sáng là đồ rất nhiều tại giờ này cũng chưa rồi cả nhà. Anh bán gần hết rồi. Đây anh Bình có bán buổi chiều luôn không? Không anh Bình? Bán buổi chiều luôn. 3 giờ nha bán. 3 giờ hả? Dạ, 3 giờ tới tối. Bây giờ cái ngồi ngồi không? Cả nhà ở Tiểu Cần ở Cầu Quan có gì lại ủng hộ anh Bình nha. Khánh thường thường là lại mua phở là mua của anh Bình nha. Ngang nghĩa trang nghĩa ở Hội Đạo Mặt Bắc. Ăn 6 ký phở nè. 6 thứ phở. Mai ăn 6 ký nè. Dạ. Uống nước hả? À yêu mấy ông là. Đó vô giọng câu nước đi không em. Kia bắt em kia uống. Ở cả nhà thấy cái dốc cầu ở đằng đó đó là dốc cầu suối. Đó thì nhà Khánh là ở qua bên khỏi cây cầu suối là
quẹo qua bên chân cầu á, bên tay phải á, bên tay trái chứ đó. Là chạy tới nghĩa trang này khoảng từ cầu suối lại đây khoảng 600 mét à đó. Thì nhà Khánh tới chợ thì khoảng 800 mét. Đây là nhà thờ Hộ Đạo Mộc Bắc, nhà thờ rất là lớn ở nguyên Khánh luôn. Thì hôm nào có lễ gì đó thì Khánh sẽ vào dự lễ và đi quay xung cảnh nhà thờ cho cả nhà xem. Nhà thờ rất là lớn luôn. Mời ba móc lại đây ăn 6 ký phở. Dặn rồi luôn. Không dịch lộn mà ăn lần 50-60 mà. Rồi đầu heo ăn nguyên cái. Chè xoay nước thì 30 viên. Ủa anh ba anh ở nhà trọ gần đây không anh? Ở sau này hả? Anh ba anh ở nhà trọ ở sau này nè cả nhà. Sợ ông luôn à? Ông ăn quá. Anh ở sau này. Lúc trước thì anh cũng có ở đây một lần nè, lúc đó em cũng có lợi. Không, gia vốn rồi không được. Rồi sau này mới về ra ngoài ở dưới Định Thuận á. Dây chăn nuôi, dạ. Làm gì báo bà nhỏ rồi. Mày rồi. Rồi, cảm ơn bà em về nha. Bữa nào em lại ủng hộ nữa. Dạ. Cả nhà giờ Khánh mua phở về tới nhà rồi. Giờ cha với mẹ, vợ với Khánh, gái thì no không có ăn nổi cả nhà, có chừa riêng à. Mẹ. Đây nè, ta có cho thêm tương cà, tương ớt, sa tế. Rau cần, quế, ngò ôm. Mốt mua thêm vài cái tô bự. Cái tô cái này nè mẹ, dễ mình có ăn gì cũng dễ, nó rộng rãi dễ. Thịt dưới cha. Này cho em. Lấy muỗng múc. Tô nhỏ quá. Tô nhỏ. Thế như là mình ăn việc việc rồi mình đang thêm vô. Dạ. Nãy ra nè. Để tới. Rồi, ăn mẹ rau nè. Rồi đó. Rau vô bỏ vô rồi cái tương ớt chanh nặng vô, ngon lành liền. Thôi mời cả nhà ăn phở với mình nha. Mời cả nhà ăn phở với gia đình mình nha. Rồi mời ba mẹ ăn phở, rồi mời cô chú anh chị ăn phở với ba mẹ của em nha. Rồi mời cả nhà ăn phở. Vô. Cũng là bỏ tương ớt vô mới ngon anh cha. Ê. Phở là phải có quế. Dạ. Ăn là gì ngon. Ôm nữa. Ôm quế. Con tô quá trời đầy luôn. Không có đầy luôn à. Ăn phở không có cao. Không cao. Con ở này cạo đầu tới chiều chưa đói đâu mà. Tiệm nào nó ngon quá ha. Dạ chỗ cái chỗ mấy miếng nước thánh vòng qua hả? Miếng đất thánh. Tiệm nước thánh vòng qua. Cà lâm quá chứ cà lâm nhỉ. Tiệm nước thánh vòng qua được rồi. Cái này mới ngon hết mẹ. Ngày mai là anh ba móc lại đó ăn tới 6 kg luôn á. Trời ơi. Nãy nói còn một tô này mình ăn ứ hự ăn tới 6 kg rồi. Đặt hàng rồi đó. Đặt 6 kg phở. Hấp nước cho cạn bớt hả, bỏ gạo vô ha. Ừ. Ớt thôi. Còn không mềm quá. Phải có đặng chanh vô vậy mới chua dễ ăn.
quế ngăn chanh không chanh nè. À khỏi chanh. Gái hồi ăn sao đó con? Hồi con ăn sao hả? Miếng thịt bò tao nấu mì rất ngon, rất anh. Ừ. Hồi nãy điền nhà mấy đứa kia tao sát không thấy người ta bầm. Tao bầm xong rồi cái người ta bỏ vô rồi người ta chế nước lẩu vô. Sếp tao hỏi em á, thích ăn tái hay thích ăn trộn? Em nói ăn tái cho bổ. Thịt bò nó tái nó bổ hơn. Tái bổ ngon hơn. Mềm hơn. Cái này gọi là cái mướt nè. Nên sắc xong cái đổ xôi gì cũng mới xong. Tay mướt hả? Thì bữa nay sao không thấy dội viên không biết nữa. Chắc hết quá. Hết dội viên. Bình thường bán phở có dầu viên. Phở có dầu viên. Ừ, nay chắc hết rồi. Ăn đi. Thôi con ăn như vậy mẹ. Rau có tràn vô đó là có hộp ôm quế. Ừ, em phở có hộp ôm không? Rau nhiều mới ngon đấy. Xíu nữa thì công mất cái chốt rồi cái chiều về cái kho tiêu rồi cái hái gà hổ về cái xào tỏi luôn tỏi. Con chịu ăn dầu gì rồi mà cả nhà dùng nha. Mày mày bán hết mà hết bữa nay mày bán đắt. Tết giờ chứ bán đắt được hai ngày. Ngày bụng làm vợ chịu không chắc ai vô gì ngã cho cái cay thì bỏ vô tương ớt tại ngày bao nhiêu chuyện cái cay cũng làm vợ chịu đó cũng làm vợ chịu chẳng ăn luôn cay cũng ráng luôn. Hồi xưa là anh cha ăn cay hay lắm dưới đường của mẹ bán đâu ai bán phở rồi không. Hủ tiếu chắc có nhiều ha. Ừ, hủ tiếu quá không có gì mà chở ra phở ra chợ không. Ở đây chắc ăn bún bò Huế chắc phải vô từ cần này. Hồi qua mình đâu có ai bán. Mà chợ có. Mà chợ có bún bò Huế. Còn giống như bé Huy vậy. Thật thật mà phải có xương đằng cạc cái gì á mấy quy cũng khoái vậy. Ừ,
Nuôi thì phải ăn thịt cạp lắm, còn cá thì ăn da không à. Bữa mua giò heo, ủa cái đuôi heo mới ăn hết vô luôn. Hả? Hết không? Hả? Hết không? Hả? Cái này nó bán phở cho nước nhiều hết mà. Ừ. Này vui quá. Nay con gái đi chơi vui không? Nay dẫn đi quá chứ khoái, đi trước con mới chịu à. Mốt không đi trước vậy nghe, đi trước vậy lạc á. Biết lâu đâu cho đi chợ đâu. Đúng không? Cô chú anh chị và bạn ơi, hôm nay thực ra là một ngày dẫn vợ với lại bé Phi đi ra chợ cũng rất là lâu rồi. Hôm nay đi rất là vui, mua cũng được rất là nhiều đồ ngon luôn. Lương thì lương đồng, ốc thì ốc người ta bắt trong ao với ốc không phải ốc nuôi nữa. Thì chiều nay thì Khánh đi câu cá, về làm cá kho tiêu, hái rau nổi về xào tỏi. Còn ốc thì ngày mai Khánh mới làm biết sao. Thì cảm ơn cả nhà xem và chia sẻ ủng hộ giúp cho kênh một ngày phát triển hơn nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều, chúc cả nhà một ngày thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Khánh cũng như là trai với mẹ, hẹn gặp lại cả nhà vào video tiếp theo nha. Bye bye. Bye.